Các bạn đang nghe truyện trường sinh bất tử trảm yêu trừ ma trên kênh TV Audio CV. Chương 343, Mục đích ẩn đằng sau. Huyền băng Ngọc Long lại nhào tới lần thứ ba. Mà trước đó, thanh niên mặc giáp đen kia đã sớm có động tác rồi. Chỉ thấy thân hình hắn đột ngột nhảy lên, đùi phải lăn không nện xuống. Một đòn này tuyệt không đơn giản, chẳng những nó được tiên yêu cửu thuế và giao ma chi lực gia trì, hắn còn trực tiếp dùng tới thanh quan và đạo thai cẳng chân dài như đao như trùy ầm ầm nện xuống, chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, đã đập gãy một bên sừng trâu tráng kiện, sau đó nặng nề giáng thẳng xuống đỉnh đầu tiểu yêu vương. Âm thanh trầm thấp nổ vang bốn phía, bàn tay vốn đang cầm đao của tiểu yêu vương bỗng trở nên vô lực, buông xuống phía dưới, hai mắt nó chuyển thành vô thần, thân thể to lớn hùng vĩ lão đảo ngã về phía sau. Trong chớp mắt kia, huyền băng Ngọc Long đã theo sát tới, ngang nhiên xé rách phần bụng của nó ngư ma ngã xuống đất, khiến một mảnh sơn cốc chung quanh ầm ầm rung động. Nó trừng to mắt, nhìn chầm chầm vào nữ nhân đang từ xa đi tới, Khương Thu Lan, Khương Thu Lan, chưa bao giờ tiểu yêu vương cảm thấy phẫn nộ như thế. Nó vốn coi trọng công bằng, bởi vậy mà rõ ràng là bản thân đã có thể phá cảnh từ sớm, nhưng vẫn muốn dùng thực lực cùng cảnh để chính thức đánh bại đối phương. Nhưng hiện giờ, nàng lại mang người đến đánh lén khi nó đang bị thương, A à Thiên nhìn chầm chầm vào ngưu ma, trong lòng không có nửa phần gợn sóng. Có lẽ con yêu ma này rất giảng đạo nghĩa, nhưng khi nó há miệng nuốt lấy bách tính của Thanh Châu Thành, trong lòng nó lại không có lấy một chút cảm giác không nở hay xót thương gì cho bọn họ. Trong rã suốt 400 năm, 17 huyện thành. Tính mạng của mấy trăm vạn lê dân cũng nên có một câu trả lời cho bọn họ. Đúng lúc này, ngư ma vốn đang nằm dưới đất, lại dần dần để lộ ra một nụ cười quá dị. Nếu các ngươi đã muốn chơi như vậy, thì nói thật, người nhà của bổn vương cũng rất hào phóng, lời còn chưa dứt, một tấm gương đồng đã nhanh chóng chui ra từ bên trong tấm lưới tơ vàng kia, rồi đóng gió mà lớn lên, trực tiếp treo lơ lửng ở phía chân trời, nhìn rất giống một phần mặt trời nho nhỏ. Quả nhiên, hai bàn tay nhỏ bé của A. Thiên nắm chặt lấy tấm lưới tơ vàng, cắn răng nhìn chầm chầm vào chiếc gương đồng đang lơ lửng trên trời kia. Lần trước, ở thời điểm nghe thấy khiếu nguyệt yêu vương và ngu yêu nói chuyện với nhau, bà ấy đã sớm mơ hồ có dự cảm rồi dù đang cần tiểu yêu vương đến trợ giúp mình đối phó với thanh châu nhưng tư thế của khiếu nguyệt khi đối mặt với nó lại thấp xuống quá mức rồi nói cách khác khả năng cao là con ngư yêu kiêu ngạo này vốn đến từ một thế lực yêu ma nào đó nằm bên ngoài đại càng mà loại yêu ma có bối cảnh này sao có thể không mang theo một chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng nào thậm chí một vị tồn tại đang đứng phía sau lưng đối phương còn có thể là yêu ma càng kinh khủng hơn cả yêu vương nhưng đây chưa chắc đã là chuyện xấu đối với thanh châu a thiên vốn định làm lớn chuyện này lên để cho võ miếu biết rằng thứ bọn họ mất đi nếu không đoái hoài đến nơi này không chỉ là một địa khu thanh châu mà hậu quả còn lớn hơn thế rất nhiều lần đây tuyệt đối không phải một lần thất bại tạm thời mà bọn họ có thể nhẫn nại được suy cho cùng đại yêu từ bên ngoài hùng hổ chạy đến sẽ mang tới ý nghĩa hoàn toàn bất đồng bởi vì không một ai có thể biết được chúng nó đến đây chỉ đơn thuần là báo thù, hay là đang muốn nhân cơ hội lần này để tóm lấy đại càng vào trong tay, tiếp tục xâm chiếm không gian sinh tồn vốn đã không nhiều lắm của những tiên môn kia, đẩy bọn họ vào hoàn cảnh hai mặt đều có địch, nếu dính đến cấp độ đó, khẳng định là Huyền Quang Động và Ngô Đồng Sơn sẽ không còn lý do gì để bàn quan đứng nhìn nữa, bởi vì dù nói thế nào chăng nữa, thì trên danh nghĩa đại càng triều và hai thế lực này vẫn có. Mối quan hệ đồng minh mà bảo vệ phía bên ngoài lại chính là việc bọn họ nhất định phải làm. Thanh Châu này vốn là một cánh cửa của Đại Càng Triều, bởi vậy Đại Càng Triều mới dứt khoát coi bọn họ trở thành cánh cửa lớn để ngăn cản đám yêu ma kia xâm chiếm. Vấn đề là trong khoảng thời gian vừa qua, 12 vị tu sĩ hóa thần cảnh của võ miếu liên tiếp ngã xuống, ngay cả lão tổ cũng bị thương, rốt cuộc kết cục này đã làm cho mấy đồng minh vốn đang vững chắc của bọn họ, dần dần biến thành cục diện hai vị chủ tử cộng thêm một con chó giữ cửa tông sư hổ nguyên tông đều bị điều đi làm việc cho tiên môn. Ngay cả cầu viện cũng phải dựa vào khí thế lật bàn như vậy, Khương Nguyên Hóa không dám nhấc cái bàn kia lên thì A Thiên Bà sẽ sốc nó lên, người đã muốn chết thì chúng ta cùng chết. Có thể nói, mục tiêu ngay từ đầu của A Thiên đã là giết tiểu yêu vương trước, lại chờ Khương Thu Lan đột phá, bọn họ sẽ xông đến chém chết khiếu nguyệt, tranh thủ một chút thời gian trên lệch này. Về phần yêu ma khủng bố hơn, cứ để cho võ miếu và tiên môn đau đầu đi đây là cơ hội duy nhất để thanh châu may mắn thoát khỏi kiếp nạn lần này dù xác suất rất nhỏ nhưng so với chuyện trơ mắt ngồi nhìn tiểu yêu vương đột phá sau đó lại trơ mắt nhìn nó tàn sát hơn phân nửa thanh châu đến cuối cùng còn phải chờ đám hổ nguyên tông sư mệt mỏi trở về lại đến thu thập cái gọi là tàn cuộc kia càng đáng tin cậy hơn hiện giờ bọn họ chỉ còn lại duy nhất một vấn đề a thiên đưa tay lấy một cây hồng anh đại thương còn dài gấp năm lần thân thể bà ấy từ bên trong chiếc chung vàng cạnh hông ra ngoài giết bóng người nhỏ xinh đột một lao vọt lên hung hăng đâm mũi thương lóe sáng hàng mang về phía người tiểu yêu vương cùng lúc đó thẩm nghi cũng xẹt qua trời cao tìm uyên trong tay hung hăng bổ thẳng xuống mi tâm con ngu yêu nọ huyền băng ngọc long cũng không chịu thua kém nó bay sát đằng sau hắn điên cuồng rít cào một tiếng rồi cắn thẳng vào yết hầu con ngu ma kia ba người đều là tay hảo thủ giết yêu lõi đời sao có thể trơ mắt nhìn ngu ma ung dung sử dụng bảo cụ được trong giây lát liên tiếp có mấy âm thanh kim loại va chạm đến chói tai vang lên chỉ thấy một bộ giáp trụ trực tiếp bay lên trên thân thể cường tráng của tiểu yêu vương sở dĩ nói là bay lên bởi vì bộ giáp trụ nọ đã bị phân tách ra chia làm mười mấy mảnh lặng lẽ bay chung quanh thân thể nó toàn bộ giáp trụ mang theo phong cách cổ xưa được chế tạo từ chất liệu thanh đồng với đặc tính khá là nặng nề bên trên có những hình hoa văn điêu khắc tinh mỹ nhưng hoàn toàn không có hào quang phun trào nó chỉ vẻn vẹn yên tĩnh ôm trọn bên người ngưu ma mà thôi thanh trường thương trên tay a thiên vừa đâm vào giáp vai thân thương vốn đang thẳng tắp lại bỗng nhiên gấp khúc lại. Nó ra sức chống đỡ dưới lực đạo to lớn kia, lập tức phát ra từng tiếng gào thét nứt nở. Huyền băng Ngọc Long đã bị mảnh giáp hộ tâm ngăn lại, kiếm ý chi chiếc giày đặt trên thân thể Ngọc Long chỉ có thể lưu lại một vài vết trắng phía trên mảnh giáp kia, sau đó nhanh chóng vỡ nát ra, biến thành những mẫu băng vụn bé nhỏ. Chỉ có thanh trường đao trên tay thẩm nghi là ngang nhiên đánh xuống, để lại một lỗ thủng thật sâu trên mảnh giáp vai khác vừa vội vàng tiến lên ngăn cản. Đến đây, Tiểu Yêu Vương không nhanh không chậm bò dậy từ dưới mặt đất. Trên mặt nó là vô số những vết thương dọa người, cái sừng trâu trên đỉnh đầu cũng gãy mất một bên, nhưng có bộ giáp trụ bằng thanh đồng vần quanh, tư thái của nó hiện giờ còn uy nghiêm và hung thần ác sát hơn cả lúc trước. Nó hơi nắm tay lại, hoàng thủ đại đao đã nhanh chóng bay lên không trung, rơi xuống bàn tay to lớn của nó. Mây đỏ sở trường chạy trốn, đại đao vô kiên bất tồi, giáp trụ am hiểu phòng ngự với loại yêu ma có thân phận tôn quý như nó, có thể nói là trước khi ra ngoài, người trong nhà đã chuẩn bị cực kỳ chu toàn rồi. Gào Tiểu yêu vương với vẻ mặt không chút cảm xúc, lập tức phun ra một ngụm khí trắng. Ánh mắt nó đảo qua vết thương trên giáp trụ, uy hiếp lớn nhất là ai, vừa nhìn đã hiểu. Thần niệm nó khẽ động, tấm gương đồng vốn đang treo ở phía chân trời lập tức thay đổi phương hướng. Bản vương vẫn luôn chú tâm đến Khương Thu Lan, lại quên mất thanh châu này vẫn còn một vị võ phu như ngươi. Tiểu yêu vương hờ hưởng quan sát vị thanh niên mặc giáp đen PHX, thanh đao kia của ngươi không tệ, nhưng lúc này, đã đến lượt bản vương biểu diễn nội tình rồi. Nó đang nói chuyện, bỗng nhiên lại có một luồng ánh sáng mờ nhạt vẫy ra từ bên trong chiếc gương đồng. Thẩm nghi từng đối mặt với loại yêu ma có bối cảnh này rồi. Trong tay con hồ yêu của thanh khâu cũng có rất nhiều bảo cụ, nhưng so với ngu yêu trước mặt, nó lại có vẻ nghèo kiết xác. Trường đao tìm uyên vốn có thể phá vỡ thân thể yêu vương, nhưng nhát đầu tiên, nó đã bị Thanh Hoàng Thủ đại đao kia ngăn lại, nhát thứ hai cũng bị bộ giáp trụ thanh đồng kia phòng ngự được. Chỉ có duy nhất một loại tình huống để giải thích cho điều này, đơn giản, cả hai món bảo cụ ấy đều là bảo cụ thượng phẩm. Mà dựa vào chuyện này, hoàn toàn có thể suy đoán ra, cái gương đồng này dù kém hơn chúng nó, cũng chẳng kém hơn được bao nhiêu. Nghĩ xong, Thẩm Nghi trực tiếp hóa thành một cơn gió biến mất tại chỗ. Rất nhanh, hắn đã xuất hiện bên cạnh ngu yêu, đang muốn cầm đao chém tới, lại phát hiện ánh sáng nhạt vừa rồi do chiếc gương đồng kia chiếu xuống, vẫn đang bao phủ trên người mình. Thứ ánh sáng ấy giống như một tấm lụa mỏng, vừa vặn bao phủ lấy toàn bộ thân thể hắn vào bên trong. Ngay sau đó, kim mang hừng hực xuất hiện bên trong mặt kính, lại lập tức nổ bắn ra theo phương hướng ánh sáng chỉ dẫn, quanh, kim quang nồng đậm ngưng tụ thành cột, trực tiếp bao vây người thanh niên mặc giáp đen kia. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành rồi dưới khí thế khủng bố khiến người ta hít thở không thông kia a thiên và ô phong chỉ cảm thấy tầm mắt mình cũng trở nên vạn vẹo cương thu lan trầm mặt nhìn trầm chầm vào ti kim quan ấy bàn tay đột nhiên nắm chặt lại một lần nữa hội tụ thành huyền băng ngọc long dùng tư thái còn điên cuồng hơn lúc trước ầm ầm đánh về phía chiếc gương đồng vô tận ngân châm tuôn ra từ trong thân thể nàng sau đó hòa nhập vào ngọc long phanh phanh chiếc gương đồng trên trời bị đụng đến lung lay mắt thấy nó chuẩn bị vỡ vụn, chỉ có thể bất đắc dĩ phân ra một nửa kim quang để ứng phó với con ngọc long kia. Có phải ngươi đã quên bổn vương rồi? Tiểu yêu vương nở nụ cười gằn đầy độc ác. Ở thời điểm thân hình hùng vĩ cao đến tám trượng của nó bắt đầu chạy đi, mặt đất ầm ầm nứt toát, giống như một món đồ sứ với chi chít những đường vân bắt đầu lan tràn trên thân thể. Trong tay nó đang cầm thanh hoàng thủ đại đao lúc trước, hung hăng vung lên nhưng đối mặt với lời uy hiếp và đòn công kích đến từ ngưu ma con huyền băng ngọc long kia cũng không quay đầu lại thậm chí khương thu lan còn không thèm đưa mắt nhìn về phía ngu yêu nàng chỉ lẳng lặng hướng ánh mắt chăm chú nhìn vào tấm gương đồng bên trên trong lòng âm thầm đếm số xem mình cần phải tấn công bao nhiêu lần mới có thể đánh nổ món bảo cụ này với thân pháp của nàng thật sự không cần thiết phải đặt tâm tư vào những thứ dư thừa còn thiếu một chút đáy mắt nàng lóe lên một tia lạnh lẽo đạo anh bên trong nội đang lại bị vài mũi châm xuyên qua lần nữa, bị cơn đau đớn kịch liệt kích thích, đạo anh lập tức phát ra một tiếng gào thét thê lương, khiến cho càng nhiều kiếm ý ngưng kết ở bên cạnh người nàng hơn. Còn dấu chiêu, bộ giáp trụ thanh đồng kia có thể ngăn cản được đau bổ triều đục, nhưng không ngăn được thứ hàng ý lạnh thấu xương kia. Tiểu yêu vương chỉ cảm thấy toàn thân như muốn đóng băng, động tác càng ngày càng chậm chạp. Mí mắt ngu yêu giật giật, dù đã được nhiều bảo cụ gia trì như vậy, bản thân nó vẫn không nắm chắc mười phần có thể chém giết đối phương. Tiểu yêu vương liều mạng nắm chặt chui đao, muốn chém xuống. Đúng vào lúc này, một bàn tay thon dài thò ra từ bên trong kim quang, năm ngón tay chụp vào mép gương đồng, tấm gương điên cuồng giải dụa, nhưng vẫn bị bàn tay kia vững vàng giật xuống. Thẩm nghi vừa cưỡng ép thu chiếc gương đồng cực lớn kia vào chiếc túi tiền màu bạc của mình, rốt cuộc cũng hiển lộ ra thân hình. Chỉ thấy bộ giáp đen trên người hắn đã vỡ vụn, trên thân thể cường tráng còn có thêm một vết thương cực lớn làm người ta sợ hãi không thôi vết thương nọ cực sâu sâu có thể nhìn thấy cả xương thậm chí còn có thể nhìn thấy một phần nội tạng hơi nhúc nhích bên trong nhưng được hồng mang ngưỡng dưỡng vết thương kia lại đang dùng một loại tốc độ cực kỳ nhanh chóng dùng mắt thường cũng có thể thấy được để khôi phục lại thân thể đã trải qua quá trình tôi luyện đến tiên yêu để thất thuế cũng không đỡ nổi kim quan kia đúng là thứ tốt hắn kéo bộ giáp đen với nửa thân trên đã bị phá hủy rồi nghiêng người nhìn về phía ngưu ma, chỉ trong nháy mắt, thân hình lại động. Cánh tay rắn chắc vương đến, bàn tay đặt trên trán tiểu yêu vương, khuôn mặt thanh niên tuấn tú nọ lại hiện lên vài phần dữ tợn. ầm ầm dưới luồng sức mạnh khó có thể tưởng tượng nổi đó, toàn bộ thân thể tiểu yêu vương không chút phản kháng lập tức bị cưỡng ép đè xuống đất, trong nháy mắt khi một mảnh giáp vai bay tới, thẩm nghi đã dùng một tay gắt gao bắt lấy nó, rồi nắm chặt tay phải, hung hăng nện xuống phần xương trán của tiểu yêu vương. Trăng rắc, dưới quyền phong này, ngay cả một cái hô hấp, mảnh xương cốt kia cũng không thể kiên trì được, nó lập tức vỡ vụn ra. Đúng vào khoảnh khắc ấy, lại có một miếng giáp tay nhảy tới. Thẩm nghi thuận tay ném miếng giáp vai trên tay ra. Miếng giáp vai kia bay ngang đến, đột ngột đánh bay miếng giáp tay, sau đó, hắn dùng tay phải đâm thẳng vào miệng vết thương vừa xuất hiện trên trán tiểu yêu vương. Năm ngón tay dùng sức lại tách xuống một khối xương cốt cực lớn. a à, Tiểu yêu vương hét lên một tiếng thê thảm. Hai bàn tay to lớn lập tức vung lên đỉnh đầu, muốn bắt được địch nhân, nhưng thẩm nghi đã nhanh như cắt dẫm lên mi tâm của nó, chân phải xoay lại, đá ngang ra. Dưới thanh quanh gia trì, một đòn này lại nhẹ nhàng xé rách được bàn tay đang mò đến của ngư yêu. Chưa hết, thẩm nghi lại cúi người xuống, một lần nữa dán cho nó một đấm nặng nề mỗi lần quyền phong của hắn đập vỡ được một mảng hắn sẽ thuận tay bẻ xuống một khối xương sọ trên đầu con ngu yêu kia ở thời điểm hiện tại thân thể thẩm nghi đã khôi phục như lúc ban đầu sống lưng như rồng mỗi lần vung quyền sẽ có đường vân hình hung thú màu vàng hiển hiện bên ngoài da thịt tiểu yêu vương đã phô bày nội tình của nó thì thẩm nghi cũng đang biểu hiện nội tình của mình nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chỉ chốc lát nữa thôi đối phương cũng sẽ trở thành một bộ phận trong đó cứ như vậy cho đến khi hắn cảm thấy lỗ thủng trên đầu con ngu yêu kia đã đủ lớn mới một lần nữa đứng lên tiện tay bấm một lùn kiếm quyết rất nhanh đã thấy một trường kiếm màu đỏ tươi dài đến mấy trượng dần dần ngưng kết ngay giữa hư không thẩm nghi hờ hững quay người nhìn mấy mảnh giáp trụ xung quanh đang lao vút qua bên này muốn bảo vệ ngu yêu hắn chẳng làm ra hành động gì quá mức hoa mỹ chỉ đơn giản là mỗi cái một quyền lần lượt đánh bay chúng nó nhìn dáng người thô bạo của thanh niên kia hai vị kim linh tróc yêu nhân cũng vô thức nuốt một nguồn nước miếng thẩm nghi này nhìn như nội liễm trầm mặc nhưng khi đối mặt với yêu ma lại có cảm giác cả người hắn đều thay đổi ở trước mặt hắn ngay cả một tồn tại mạnh mẽ như tiểu yêu vương cũng không có nổi một cơ hội phản kháng lần này thời điểm thẩm nghi bước từ trong luồng kim quan kia ra ngoài khương thu lan đã chậm rãi buông hai tay xuống bởi vì từ trước đến nay đối phương vẫn không cần người khác đi lo lắng cho mình nàng chăm chú nhìn về nơi xa nhẹ nhàng dò hỏi lần này có thể cho ta tới hay không a thiên lập tức quay đầu lại theo bản năng dù bà ấy không hề nói rõ nhưng tiểu cô nương này vẫn đoán ra suy nghĩ của bà sau khi lật cái bàn này lên ném mọi chuyện lại cho võ miếu và tiên môn thanh châu bọn họ sẽ trực tiếp chơi xấu không quản việc này nữa nhưng có một người tuyệt đối không thể phủi tay được người đó chính là vị đã ra tay đánh chết tiểu yêu vương kia huyền băng ngọc long lại bay lên, lao thẳng đến phần trán đã bị thương của tiểu yêu vương, thẩm nghi đang dẫm lên mặt ngư yêu, vừa vặn đánh bay một mảnh áo giáp, sau đó lại tiện tay nện một quyền qua, trực tiếp đánh bay con huyền băng ngọc long ấy. Cương Thu Lan có chút bất đắc dĩ nhìn về phía hắn. Chỉ thấy thanh trường kiếm màu đỏ tươi vừa ngưng tụ xong kia, đã lập tức hạ xuống, hung sát yêu lực rót thẳng vào đầu tiểu yêu vương, hư ảnh long hổ bên trong đó ra sức cắn xé, mãi cho đến khi hết thảy mọi thứ bên trong đều bị chúng nó quấy thành tương mới ngừng. Con ngưu yêu cao lớn trừng to mắt, tia sáng trong mắt dần dần tan đi. Bàn tay đang cầm chui đao của nó cũng vô lực rũ xuống đất. Chém giết hóa huyết ma ngưu bảo đang cảnh, tổng thọ một vạn lẻ bảy trăm năm, tuổi thọ còn lại chín ngàn tám trăm năm, hấp thu xong sau khi lời nhắc nhở lướt qua giao diện, bộ giáp thanh đồng vốn đang bay lơ lửng lại liên tiếp rơi xuống, mỗi một bộ phận đều biến trở về kích cỡ bằng lòng bàn tay ban đầu, an tĩnh nằm dưới đất thẩm nghi nhặt toàn bộ lên lại đi một vòng xung quanh ngu yêu tìm được một lùng xương đỏ ở bên hông nó tiếp theo là công việc quen thuộc móc bụng lấy đan cũng thuận tiện cất sợi khí huyết của con yêu ma này vào bên trong chiếc chung bạc của mình hết thảy đều lưu loát nhanh gọn đúng là đã trải qua không biết bao nhiêu lần thực hành rồi cái này a à, thiên há hốc mồm bà ấy muốn nhắc nhở đối phương một chút nếu đánh chết loại yêu ma có bối cảnh này không hủy thi diệt tích thì thôi chẳng lẽ hắn còn muốn cầm tinh huyết của nó đến triều đình lĩnh thưởng nhưng lời còn chưa nói xong bà ấy lại chứng kiến cảnh tượng thẩm nghi thu cả thi thể của ngưu ma cùng với thanh hoàng thủ đại đao của nó, cất hết vào trong túi bảo cụ của mình. Mau rút lui. Thẩm nghi hoàn thành xong quy trình xử lý chiến trường, lập tức liếc mắt nhìn hai vị kim linh tróc yêu nhân đang ngẩn người gần đó, bất đắc dĩ nói một câu. Mấy kẻ ngốc này, đã phục kích xong còn không chạy mau, chẳng lẽ muốn chờ khiếu nguyệt yêu vương tới đây sao, trong lúc nói chuyện, hắn đã nắm lấy cánh tay Khương Thu Lan, trực tiếp hóa thành một cơn gió mát biến mất tại chỗ rồi. A Thiên và Ô Phong không kịp khiếp sợ, cũng nhanh chóng thu thập cái võng tơ vàng của mình, rồi chạy như điên về phía Thanh Châu. Trong một tòa động phủ rộng rãi nào đó ở bên ngoài Thanh Châu, 12 con yêu ma với gương mặt cực kỳ dữ tợn đang ngồi ngay ngắn ở hai bên, trên người tản ra yêu khí bá đạo, vẻ mặt âm trầm, trong mắt lóe lên một mảnh hung quang điên cuồng. Khiếu Nguyệt yêu vương đang ngồi xếp bằng trên ghế chủ tọa bên cạnh tượng yêu, trước người có một con cẩu yêu bị trọng thương đang nằm sấp dưới đất. Lúc này, hai tay nó nhẹ nhàng đặt trên lưng cẩu yêu, từng luồng huyết khí ngưng tụ như thực chất ầm ầm chuyển qua chuyển lại giữa hai người. Khí tức hỗn loạn trên người cẩu yêu đang dần dần khôi phục lại như bình thường, huyền băng sát ý vốn bám riết lấy miệng vết thương của nó đã bị xua tan hơn phân nửa, còn đang chậm rãi khép lại. Nó thực sự không thể tin nổi, Lão yêu ma khiếu nguyệt này lại thật sự muốn chữa thương cho mình, nói thật vào ngày hôm đó, sau khi rời khỏi thác nước kia, cậu yêu còn không cho rằng mình có thể sống sót đến lúc bước ra bên ngoài sơn mạch nọ. Nó trầm mặt đưa mắt nhìn về phía trước. 12 vị yêu quân cũng đồng thời ném ánh mắt hung ác về phía nó, chỉ hận không thể nuốt sống nó ngay tức thì. Xoạt! Khiếu nguyệt yêu vương mở mắt ra, hơi nghiến răng một cái, lại lạnh lùng đảo mắt nhìn qua đám yêu quân bên dưới, yên tĩnh một chút cho bản vương. Lời nói hờ hững đó truyền ra, đám yêu quân chỉ có thể hậm hực thu hồi ánh mắt. Sự kiên kỵ trong đáy mắt cậu yêu đã giảm bớt vài phần. Nó biết, nguyên nhân khiến đám yêu ma này sinh ra hận ý đối với mình. Vốn dĩ số lượng yêu quân dưới trướng khiếu nguyệt là 17 vị, nhưng đến hôm nay chỉ còn lại 12, rõ ràng là thiếu mất 5 vị rồi, thậm chí trong năm con yêu quân mất mạng kia còn bao gồm cả Bạch Ngọc Thỏ có lẽ mấy con này phải giúp tiểu yêu vương che giấu tung tích nên mới hao tổn ở thanh châu tổn thất lớn như vậy đổi lại là nó cũng không nhịn được đúng là con sói già này cũng có vài phần tâm tính khi đối mặt với loại tình huống đó dù trong đáy lòng cực kỳ giận dữ nó cũng không thể hiện ra ngoài bản vương hy vọng đây là lần cuối cùng trong mắt khiếu nguyệt yêu vương càng lộ ra vẻ mỏi mệt hiển nhiên vì trị thương cho cậu yêu nó đã tiêu hao không ít lực lượng mà bản thân tỉ mỉ tích góp được. Cũng không cần phải có lần sau. Cậu yêu chậm rãi đứng dậy, dù thái độ vẫn cứng rắn vô cùng, nhưng đã mất đi mấy phần kháng cự. Yêu vương nhà ta thiên tư trắc tuyệt, ngài muốn đột phá chỉ là chuyện nước chảy thành sông thôi. Làm phiền rồi. Thiếu nguyệt yêu vương hơi gật đầu với cậu yêu, lại đưa mắt nhìn mấy chỗ ngồi trống rỗng bên dưới, sâu bên trong đáy mắt đục ngầu chợt lóe lên mấy phần đau thương vô hạn. Nó cất giọng khàn khàn, dường như đã già đi rất nhiều. Trong lòng cậu yêu sinh ra một chút ấy nấy, nhưng rất nhanh, nó đã kiềm chế xuống. Có thể lây dính một chút quan hệ với tiểu yêu vương, coi như con sói già này đã nhặt được món hời lớn rồi, cần gì phải ấy nấy với đối phương, nó lập tức nhặt thanh trường thương lên, một lần nữa biến trở về bộ dáng cao ngạo lúc trước. Ngươi yên tâm đi, từ trước đến nay, yêu vương nhà ta luôn nói được thì sẽ làm được, cáo từ. Đợi thêm mấy ngày nữa đi. Khiếu Nguyệt yêu vương khẽ liếc mắt nhìn nó một cái, nhẹ giọng nói, ta và ngươi chính là đồng tộc, không cần quá khách khí như vậy, thương thế của ngươi chưa lành, đời này cũng đừng hòng đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Một con sói nhưng mở miệng lại bảo mình cùng một con chó là đồng tộc. Cậu yêu nắm chặt cây thương, có chút do dự đứng yên tại chỗ. Đúng vào lúc này, đột nhiên trong lòng nó trở nên hoảng loạn kinh hoàng, giống như vừa cảm ứng được một chuyện gì đó vô cùng ghê gớm đã phát sinh. Yêu vương, vẻ mệt mỏi trên mặt khiếu nguyệt yêu vương lập tức biến mất nó hung hăng đứng dậy cầm lên có chuyện gì đã xảy ra không đợi đối phương trả lời nó đã nắm chặt lấy cậu yêu thân hình đột ngột lướt ra khỏi động phủ lao nhanh về phía thác nước có lẽ do quá trình trị liệu vừa rồi đã hao phí quá nhiều tinh huyết khiến cho bước chân của khiếu nguyệt yêu vương có chút bất ổn tốc độ tuyệt đối không bằng lúc trước rất nhanh cả hai đã đi tới tòa sơn cốc quen thuộc kia nhìn cảnh tượng bừa bộn trước mắt vẻ mặt cậu yêu chết lặng cả người suy sụp như vừa mất đi toàn bộ sức lực. Thiếu Nguyệt yêu vương lộ vẻ mặt dữ tợn, thân hình rung rẩy, còn phát ra một tiếng rít gào chói tai. Thanh Châu, Thanh Châu, con mẹ nó ngươi tìm được địa phương này như thế nào? Vì sao lại để cho người của Trấn Ma Ti tìm tới? Trả lời bổn vương. Tiểu yêu vương đâu rồi? Thiếu Nguyệt yêu vương kéo cậu yêu lên, hai con ngươi đỏ thẫm, trong miệng có nước bọt nhỏ xuống. Ta, ta, cậu yêu thất hồn lạc phách, hai mắt vô thần, nó lại một lần nữa cảm nhận loại khí tức liên hệ đã trở nên trống rỗng trong lòng, tâm thần suy sụp, ngay cả thanh trường thương trong tay cũng cầm không vững. Chết rồi, tiểu yêu vương chết rồi, bổn vương nói cho ngươi biết, ngay bây giờ, lập tức đứng lên cho ta. Theo bản vương đi sang bằng thanh châu, thân hình khiếu nguyệt yêu vương hơi lay động, nó dùng móng vuốt sắc nhọn chụp lên khuôn mặt mình, cố gắng dùng động tác ấy để che giấu đi chút bối rối vừa toát ra trong lúc lơ đảng này đương nhiên là cậu yêu có thể rõ ràng nhìn ra đối phương đang sợ hãi điều gì tiểu yêu vương đã bỏ mình chỉ cần chờ đến khi khương thu lan đột phá thì đó chính là ngày chết của khiếu nguyệt nó liều mạng thoát khỏi vòng kìm kẹp của đối phương cũng suy sụp nói con mẹ nó ngươi đừng ở chỗ này chỉ huy mù quáng nữa ta phải trở về ta phải trở về bẩm báo chuyện này cho phu nhân và lão gia tiểu yêu vương chết rồi khẳng định là nó không sống được nhưng sao nó có thể bỏ mặt tiểu yêu vương chết qua ngủ ở chỗ này? Chết lặng yên không một tiếng động như vậy, ngươi. Cậu yêu kinh ngạc tiến lên vài bước, chợt nhớ tới thiện ý vừa rồi của đối phương, nó lại dùng sức cắn răng, thở hỗn hển nói, ngươi đừng quá mức lo sợ, lão gia không thể tùy tiện đặt chân vào đại càng, nhưng phu nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám súc sinh này. Nói xong câu ấy, cậu yêu lập tức xoay người chạy như điên về phía tây, tựa như một con chó nhà có tang mãi cho đến khi bóng lưng của cậu yêu trực tiếp biến mất ở cuối tầm mắt. Tùy. Khiếu Nguyệt yêu vương mới chậm rãi buông lỏng bộ móng vuốt đang che mặt kia ra, ai nha, nó thật sự không nhịn nổi mà. Ai lại vui lòng đi làm lính gác thay một thằng nhóc Nga ngược càng rỡ chứ, đối phương muốn nuốt thanh châu, sau đó thưởng cho mình một mẫu ba phần đất vốn thuộc về chính mình hả, nghe lời này một chút xem, thật là hào phóng đó nha. May mà nó nghe ngóng được tin tức bí mật rằng, con trâu nhỏ này vốn là nhi tử độc nhất trong nhà. Chỉ khi nắm được điều này, nó mới trăm phần trăm chắc chắn là người trong nhà đối phương nhất định sẽ tới báo thù. Hơn nữa, bởi vì thân phận đặc thù, mà người kia tuyệt đối không thể ở lại đại càng được. Nghĩa là một khi đối phương đến đây, giải quyết ân oán này, và rời đi, là nó có thể thoải mái sử dụng vô số bảo dược nhân thể của cả một châu. Thậm chí sau chuyện lần này, nó còn có thể thuận tiện đặt mối quan hệ với thiên yêu quật, chờ đến thời điểm thích hợp, lại rời khỏi nơi này, đi tìm kiếm kỳ ngộ đột phá lên cảnh giới càng cao hơn nói cách khác ngày hôm nay dù kẻ chết ở chỗ này là khương thu lan hay là tiểu yêu vương thì đối với nó đây đều là một khoản mua bán chỉ có kiếm lời chứ tuyệt đối không báo lỗ năm người nha khiếu nguyệt yêu vương xoay người chậm rãi đi về phía động phủ dường như thanh châu lại có thêm một tồn tại mà nó xem không hiểu rồi nơi này không thể ở lâu chỉ đợi đến ngày ăn uống no đủ là được vẫn nên nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng Khương Nguyên hóa chết tiệt, đã bắt nó phải đói bụng rất lâu rồi. Biên giới Thanh Châu A Thiên và Ô Phong chật vật xông vào nơi này. Lại thấy Thẩm Nghi đã thay một bộ áo đen khác, khoanh tay đứng dựa vào thân cây, lại trở về tư thái nội liễm lúc trước rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đối phương dùng phương thức như thế nào để đánh chết tiểu yêu vương, thì ngay cả bọn họ cũng cho rằng thanh niên này là một tu sĩ đi theo con đường uẩn dưỡng âm thần. Thật khủng bố! A Thiên chống hai tay lên đầu gối, nhanh chóng điều chỉnh khí tức của mình. Hử! Thẩm nghi chẳng ư ừ hử câu nào đã thu hồi ánh mắt. Kỳ thật, hắn cảm thấy chuyến hành trình lần này khá là ổn áp, bởi vì tiểu yêu vương kia đúng là con yêu ma mạnh nhất hắn từng giao thủ, hơn nữa trên người nó còn rất nhiều bảo cụ mạnh mẽ, nhưng đương nhiên, nó cũng không đến mức phải dùng từ khủng bố để hình dung. Có thể người mà bà ấy nói đến không phải là tiểu yêu vương. Khương Thu Lan yên tĩnh đứng bên cạnh thẩm nghi, chăm chú nhìn vào gò má hắn, khẽ nói, vì sao không cho ta động thủ, nàng thật sự rất muốn biết đáp án. Bởi trên đời này không có ai là ưa thích phiền toái cả, dù là một tồn tại mạnh mẽ như đối phương. Không có vì sao cả. Thẩm nghi khẽ liếc mắt nhìn nữ nhân kia một cái. Hỏi thừa, đến 9.800 năm thọ nguyên, còn có thể tùy tiện cho ngươi đoạt mất sao, đây đúng là một con số khủng bố tới cực điểm, còn nhiều hơn dự liệu của hắn về phần phiền toái dù sao hắn cũng quen rồi chỉ đơn giản là tăng thêm một cái tên trong lúc bản thân âm thầm mặc niệm vào mỗi buổi tối mà thôi hắn sợ chết không giả nhưng nếu chỉ có vậy mà không dám vung tay lên giết đối phương nếu chỉ có vậy mà không dám động thủ chỉ e hắn đã sớm chết ở bách vân huyện rồi khương thu lan nghe vậy lại hít sâu một hơi rồi chậm rãi chuyển ánh mắt nhìn về nơi khác tia sắc bén luôn ẩn chứa bên trong đôi mắt long lanh kia đã dần dần trở nên nhu hòa. Ô Phong nhìn chăm chú vào chiếc chuông bạc bên hông thẩm nghi. Thân là tróc yêu nhân uy danh hiển hách ở Thanh Châu, vì sao lão lại không biết trong đám cấp dưới của mình vẫn còn một vị mảnh nhân tiện tay là đánh ngã được tiểu yêu vương chứ? Lực đạo như vậy, nếu nói đối phương là hóa thân của khiếu miệt yêu vương, lão cũng tin. Hơn nữa, qua trận chiến lần này mới biết, hóa ra con tiểu yêu vương kia vẫn còn ẩn giấu nhiều sát chiêu như vậy nếu hôm nay không có thẩm nghi đi cùng thì dưới tình huống không làm kinh động đến khiếu nguyệt có lẽ chỉ một mình khương thu lan là đủ sức sống sót mà hai vị tróc yêu nhân bọn họ nhất định phải tán thân trong khu sơn cốc kia rồi nhiều bảo cụ thượng phẩm như vậy chờ một chút đột nhiên ô phong phản ứng lại không phải các ngươi hoàn toàn không phản ứng sao nó xa xỉ như vậy tất nhiên là gia thế lời còn chưa dứt lão đã trông thấy khương thu lan và thẩm nghi nhàn nhạt liếc mắt nhìn mình một cái a thiên bên cạnh cũng có vẻ bất đắc dĩ lập tức đánh cho ô phong một quyền đừng có làm mất mặt nữa phỏng chừng trong nháy mắt khi tiểu yêu vương móc chiếc gương đồng kia tới hai người trẻ tuổi này đã hiểu ra tất cả câu chuyện rồi thậm chí đến phút cuối cùng bọn họ còn ở đằng kia hỗ trợ kéo phiền toái cho nhau cơ được rồi hiện giờ đã không có việc gì nữa rồi ta sẽ trở về sau đó lập tức truyền tin tức cho võ miếu thẩm tướng quân làm phiền ngươi hãy đưa sợi khí huyết kia cho ta để người của võ miếu cẩn thận làm rõ thân phận con ngưu ma nọ một con yêu ma có nội tình sâu như vậy hẳn là thành viên của thiên yêu quật a thiên thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi đương nhiên sau khi bọn họ giải quyết xong chuyện lần này cũng không phải là hoàn toàn không còn chuyện gì để lo lắng nữa chẳng qua những tình huống phát sinh sau này đã không còn là chuyện mà một cái thanh châu nho nhỏ có thể tham dự vào đến đây sinh tử ra sao chỉ có thể phó mặc cho trời định đoạt một khi đã như vậy bọn họ cũng chẳng cần bận tâm thêm nữa không có phần thưởng sao thẩm nghi nhanh chóng lấy sợi khí huyết từ trong chuông bạc ra ừm hẳn là lúc này bọn họ chỉ muốn vung một chưởng đập chết chúng ta thôi a thiên tặc lưỡi nói bà ấy cũng không để ý đến chuyện này đại cục chết tiệt Bà ấy là tróc yêu nhân ở Thanh Châu, đương nhiên phải làm việc cho Thanh Châu. Tên Khương Nguyên Hóa ngu xuẩn kia chỉ biết bắt nạt người của mình. Ha ha, hiện giờ ta rất muốn xem biểu cảm của Tổng binh đại nhân khi biết được chuyện này sẽ biến thành như thế nào, cho hắn tức chết đi. Bà ấy lại có chút điên khùng cười rộ lên. Thẩm Nghi trầm mặt đưa mắt nhìn lên hư không, dưới thiên phú của Sơn Quân gia trì, một luồng âm thần có vài phần tương tự với Tổng binh đang đứng ngay phía sau A Thiên, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh sau đó đối phương lại có chút cảm kích khẽ gật đầu với hắn thẩm nghi cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại rồi tiếp tục dùng ánh mắt đầy thú vị nhìn a thiên đang phát điên mỗi lần bà ấy mắng xong một câu vẻ bất đắc dĩ trong mắt tổng binh lại nhiều thêm một phần hắn cũng không định mở miệng nhắc nhở khương thu lan bởi vì dù tổng binh có đến nơi này thật nhưng một khi chạm đến ranh giới là thanh châu kia thì đến cuối cùng đối phương vẫn không thể vượt qua nổi khương nguyên hóa lại đưa mắt nhìn về phía thẩm nghi thông qua lời nói của a thiên tình huống bọn họ đi chém giết tiểu yêu vương càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn cho nên hết thảy những gì ông ta đã sắp đặt trong suốt những năm tháng này đến cuối cùng lại không bằng một thanh niên đột nhiên rời khỏi bách vân huyện đi đến thanh châu thành đối phương gia nhập vào trấn ma ti nhưng không ở bên trong phủ đệ của tổng binh lại trực tiếp bỏ qua cơ hội trở thành tiểu đồ đệ của ông ấy trực tiếp dấn thân đi tới thủy vân hương lại lăn lộn trên thanh phong sơn cả chặng đường đều dùng một loại tốc độ mà người ngoài tuyệt đối nhìn không hiểu để nhanh chóng bay vọt đến cảnh giới như hiện giờ. Sau đó, hắn lại dùng phương thức thô bạo nhất, đơn giản nhất để đập nát cơn ác mộng của ông ta. Ánh mắt Khương Nguyên Hóa lại rơi xuống cái vỏ đao có khảm hoa văn màu vàng kim bên hông đối phương, đột nhiên bên tai lại vang lên câu hỏi của rất nhiều người, rốt cuộc là ông ta có hối hận hay không? Nếu có thể sớm biết được điều này, đương nhiên là ông ta hối hận, nhưng trên thế gian nào có chuyện tốt như vậy, vì lẽ đó, câu trả lời của ông ta vẫn là không hối hận nghĩ đến đây khương nguyên hóa lại thu hồi ánh mắt trực tiếp quay người rời khỏi nơi này bà già kia đi mau ô phong trợn trắng mắt lập tức túm lấy a thiên đặt lên vai mình tiểu yêu vương chết rồi tin tức này đã khiến cho tâm trạng của tất cả mọi người đều phát sinh biến hóa trừ thẩm nghi hiện giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng quay trở về thử nghiệm mấy món bảo cụ vừa lấy được vào tay và đương nhiên vẫn còn một công việc khác không thể thiếu được, chính là biến tiểu yêu vương trở thành nội tình mới của mình. Trấn Ma Ti, Thanh Châu Thành Đối với một giáo úy bình thường, đây chỉ là một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, bởi vì ngoại trừ khoảng thời gian gần đây yêu họa đã giảm bớt, đột nhiên khiến bản thân có cảm giác thoải mái hơn không ít, thì những chuyện khác cũng không phát sinh quá nhiều biến hóa. Những vị thiên tướng nhạy bén hơn một chút đã cảm thấy được sự khác thường rồi cũng không phải vì tin tức của bọn họ nhanh nhạy hơn chỉ vì trong lúc vô tình bọn họ trọng thấy bóng dáng của diêm tiền bối đi lại trên đường rõ ràng đối phương là kim linh tróc yêu nhân vậy mà lại bắt đầu đi dạo bên trong nha môn từ khi nào mà tróc yêu nhân của thanh châu lại có thời gian nhàn nhã như vậy ngay cả a thiên bà bà cũng bởi vì tổng binh vào kinh mới có thể trở về nha môn tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian đợi một chút mấy vị thiên tướng nhìn về phía trước chỉ thấy phía trước có bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn đang đặt tay sau lưng, chờ đợi ô tiền bối, ngoại trừ A Thiên bà bà ra thì có thể là ai đây, ngay khi tâm trí bọn họ đang mờ mịt như vừa lọc vào một mảnh sương mù, thì ở trong phủ đệ của tổng binh, Khương Nguyên Hóa đã viết sẵn thư từ trước, cẩn thận niêm phong lại, sau đó bỏ vào một cái chuông, giao nó cho Du Long Đào đang đứng bên cạnh. Đi nhanh về nhanh. Được. Sau khi Du Long Đào biết sư muội và thẩm tướng quân đã trở về, ông ấy lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng đến thanh châu thành nhưng mãi cho đến bây giờ khi đang nắm chặt cái chung lạnh lẽo kia vào trong lòng bàn tay tâm trạng của ông ấy vẫn có chút hốt hoảng tuy không có ai đi kể cho ông ấy nghe chuyện gì đã xảy ra nhưng nếu đã đi phục kích tiểu yêu vương mà mấy người sư muội đều trở về hết còn trở về nhanh như vậy thậm chí trên người ngay cả một vết thương cũng không có hơn nữa tư thế đi đường của a thiên và ô tiền bối lại chuyển thành vạn vạn, vạn vẹo vẹo uống a uống éo như thế cũng chỉ duy nhất một tình huống để giải thích cho tất cả những điều này mà thôi. Là tiểu yêu vương đã chết rồi. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, mà mối yêu họa khiến Thanh Châu đau đầu như muốn nứt ra, lại lặng lẽ biến mất như vậy, cũng bởi vậy mà đến tận lúc này, Du Long Đào vẫn có chút hoảng hốt giống như đang ở trong mộng, chỉ sợ động tác hơi lớn một chút, sẽ tỉnh lại. Nhưng vì sao vẻ nặng nề trên mặt sư phụ lại không biến mất, ngược lại, dáng vẻ cố gắng hết sức để che giấu đi của người, càng làm cho người ta bất an. Đi đi. thương Nguyên hóa khoát tay, cắt ngang động tác muốn hỏi của đại đồ đệ này. Dù mọi chuyện vốn đã phát triển theo xu hướng vượt ngoài tầm khống chế của bản thân, nhưng đến thời điểm hiện tại, gần như bọn họ đã dứt khoát đặt mình nằm bên ngoài câu chuyện rồi, đã dứt khoát giao toàn bộ vận mệnh của Thanh Châu cho phía trên quyết định. Bởi vậy, rơi vào tình huống này, chẳng những ông ta không cảm thấy bản thân được nhẹ nhõm hơn bao nhiêu, mà ngược lại trong lòng chỉ sinh ra cảm giác vô lực sâu sắc. Tu vi, cảnh giới dù khương nguyên hóa đã trở thành võ tiên tồn tại khiến cho vô số người hâm mộ kính sợ nhưng ông ta vẫn có cảm giác chưa đủ nếu mặc kệ tiểu yêu vương thì đợi đến khi nó đột phá thanh châu này sẽ diệt vong nhưng ngược lại nếu giết chết tiểu yêu vương sẽ trực tiếp dẫn đến một con đại yêu mà bản thân hoàn toàn không thể địch nổi đến lúc ấy thanh châu này cũng phải chết nghĩa là không cần biết lựa chọn như thế nào cũng là không có sự lựa chọn mà nguyên nhân phát sinh toàn bộ những chuyện này chỉ đơn giản là con yêu ma này ra ngoài du lịch, sau đó trùng hợp lựa chọn đại càng, lại vừa vặn đi đến nơi đây, chứ chẳng có bất kỳ đạo lý nào cả. Nhìn thấy du long đào quay người rời khỏi tiểu viện, Khương Nguyên Hóa lại lấy thanh trường kiếm của mình ra lau chùi cẩn thận, hàng chân mày vốn đang nhíu chặt cũng từ từ giãn ra. Đã biết rõ mọi chuyện, có âu sầu lo lắng cũng trở thành vô nghĩa, thì ít nhất là thời điểm hiện tại, tất cả mọi người có thể được thả lỏng trong chốc lát, cũng đáng quý rồi. Thẩm tướng quân, đúng là tồn tại làm cho người ta không thể nào hiểu được. Nghĩ đến đây, ông ta lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào một phong thư đang bị thanh trường kiếm kia đè lên. Nội dung bên trên chỉ đơn giản là lời hỏi thăm về tin tức của một vị sư đệ trong môn phái nhà mình, ký tên là môn đồ thanh khâu. Khương Nguyên hóa hơi nhướng mày, ngón tay khẽ lướt qua thân kiếm, có một mảnh lưu quan rơi xuống, trực tiếp để lại trên tờ giấy viết thư kia một hàng chữ gọn gàng, ngay ngắn. Không biết, chưa từng nghe qua, có việc cứ đến tìm võ miếu bọn họ đã đắc tội với thiên yêu cuộc rồi, nợ nhiều không sợ phiền, trận nhiều không sợ ngứa, chỉ có một cái thanh châu, còn có thể cho các ngươi tiêu diệt đến hai lần à, chỉ là một tên môn đồ, thật sự nghĩ rằng võ tiên ta không phải là tu sĩ, trong biệt viện trấn ma ti. Lý Tân Hàn dùng một tay cởi chiếc áo choàng có theo hình hung lan ra, tùy ý ném nó lên bàn đá. Học học học, chỉ học những thứ này thì có ích lợi gì? Lý mộ cẩn lường gã, khí chất gì chứ, Kẻ hổ không thành ngược lại càng nhìn càng giống chó. Thật ra ta muốn học cái khác, ta hiểu mình đang học cái gì mà. Lý Tân Hàn biểu môi, lại thành thành thật thật nhặt cái áo khoác kia trở về. Mười mấy vị giáo úy còn lại khẽ nín cười, mấy người mã đào lại đưa mắt nhìn về phía căn phòng trống không kia. Bọn họ và thanh niên ấy cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa đi tới Thanh Châu này, đến thời điểm hiện tại, trong đầu bọn họ vẫn còn lờ mờ hiện ra cảnh tượng phát sinh bên trong gian nhà tại bách vân huyện lúc trước đối phương đứng nghiêng người bàn tay vịn lên vỏ đao trầm mặt nhìn ra bên ngoài lúc ấy mã đào bị người ta tùy ý đánh ngã xuống đất suốt mấy ngày kế tiếp vẫn coi chuyện này là mối sỉ nhục nặng nề nhưng hiện giờ thì hoàn toàn khác rồi gã cho rằng mình có thể tiếp được một chiêu của trấn ma đại tướng còn có thể sinh long hoặc hổ đứng ở chỗ này dù nói thế nào cũng thấy không mất mặt Ngược lại, đây còn là một chuyện có thể làm rạng rỡ tổ tông. Mà nói đâu xa, ngay cả cái biệt viện nho nhỏ này cũng bị người ta gọi đùa là phủ trấn ma tướng quân thứ 13 rồi. Dù thân phận giữa bọn họ và Thẩm tướng quân đã cách biệt một trời một vực, nhưng có thể ở chung với đối phương trong một khu biệt viện, đã xứng đáng để ghi chép vào gia phả của nhà mình rồi. Bỗng nhiên, một bóng dáng cao lớn cất bước đi vào biệt viện, đối phương bình thản gật đầu với mọi người, sau đó trực tiếp tiến vào trong phòng. Mã đào dụi dụi mắt, tỷ đệ Lý Gia cũng ngạc nhiên hồi lâu. Không phải chứ. Đã lên làm trấn ma đại tướng rồi, vẫn có thể ở lại bên trong một nơi rách nát thế này, chẳng lẽ hiện tại trấn ma ti đã keo kiệt đến loại tình trạng này rồi sao? Lý Tân Hàn trầm mặt xuống, như thể đang nghi ngẫm về một chuyện gì đó, rồi khẽ gật đầu với cây đại thụ trước mặt, nhưng làm xong mới thấy, dường như hình tượng này không được thích hợp cho lắm, cả vội vàng điều chỉnh lại tư thế, tùy ý đi lại mấy bước, rồi cực nhẹ đầu ta muốn cho ngươi một cước rồi đó lý mộ cẩn ghét bỏ trừng mắt nhìn đệ đệ nhà mình một cái nhưng vẫn thật cẩn thận đè thấp thanh âm sợ sẽ quấy nhiễu đến thẩm nghi trong phòng thẩm nghi đang lười biếng nằm trên giường hiện giờ bộ ô quan huyền giáp trên người hắn đã vỡ nát tan tành rồi vừa lúc hắn cũng ghét bỏ thứ này mặc vào không được thoải mái bàn tay lướt nhẹ qua chiếc túi to bên hông hai ngày nay hắn không định đi làm bất cứ một chuyện gì khác toàn bộ tâm tư đều đặt lên mấy món bảo cụ của mình trải qua một khoảng thời gian quen thuộc ngắn ngủi hắn đã nắm rõ cách dùng của chúng chỉ thấy từng miếng giáp trụ bằng thanh đồng nhanh chóng bay từ trong túi ra ngoài sau đó treo lơ lửng chung quanh thân thể khi ở trên người ngưu ma chỉ tính riêng một mảnh giáp vai thôi nó đã rộng hơn một trượng rồi nhưng ở trên người thẩm nghi nó lại lập tức biến trở về kích thước bình thường hắn nhìn chằm chằm vào miếng giáp vai bên phải ánh mắt khẽ đảo qua lỗ thủng thật sâu phía trên, trong mắt có thêm mấy phần tiếc núi, lại không nhịn được mà vỗ lên mua bàn tay một cái. Đồ chơi này tốt như thế, mà ngươi lại cứng rắn đánh cho nó xuất hiện một chút tì vết rồi. Thẩm nghi lập tức lấy ra chiếc gương đồng. So với bộ giáp trụ này, chiếc gương đồng kia lại càng thêm thảm hại. Phần rìa của nó bị Khương Thu Lan công kích cũng sinh ra một chút rạn nứt rồi, mà trên mặt gương cũng có thêm một vài vết rạn nhỏ, nếu muốn dùng khẳng định là vẫn có thể dùng được, nhưng kiểu gì cũng có một chút ảnh hưởng, tốt nhất là nên tìm một người thợ thủ công giỏi tới giúp hắn sửa chữa một phen. Thanh hoàng thủ đại đao còn lại quá mức to lớn, tạm thời thẩm nghi không có ý gì với nó, ngược lại đám mây đỏ kia khá là thú vị, hắn từng thử cưỡi nó một phen, mới phát hiện, nếu mình không quá kéo kiệt, cứ toàn lực rót tu vi vào, thì tốc độ bay của thứ này ít nhất cũng nhanh gấp rưỡi tiêu giao thừa phong quyết. Hơn nữa, ở thời điểm hiện tại, hắn còn không thể ngưng tụ ra đạo anh chân chính. Nghĩa là đợi cho đến khi tu vi của hắn tương đương với tiểu yêu vương, phòng chừng tốc độ của nó còn có thể nhanh gấp đôi tiêu giao thừa phong quyết. Mấy thủ đoạn chạy trốn bảo vệ tính mạng này, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Trải qua quá trình chém yêu vừa rồi, xem như thẩm nghi lại có thêm không ít kiến thức. Hắn hiểu, tuy tiên yêu cửu thuế của mình vô cùng cường hãn nhưng vẫn có nguy cơ bị phá phòng, nếu không phải lúc trước, hắn đã bắt được một con khổng tước, trong tay có hồng ma nguyễn dưỡng, chỉ sợ lần này, hắn đã ngã xuống ở bên ngoài rồi. Vẫn là thủ đoạn trong tay mình quá mức đơn giản, thẩm nghi khẽ lắc đầu, sau đó thu đống bảo cụ lại, trực tiếp lấy viên nội đan của tiểu yêu vương ra. Thọ nguyên của yêu ma còn thừa lại, 16.173 năm, tại lần lột xác thứ 6, thẩm nghi từng cưỡng ép bắt lấy một con bạch lộc bảo đan cảnh, bởi vậy về sau này, hắn đã có thể dung nạp những dạng yêu ma càng mạnh hơn bạch lộc một cấp bậc. Dựa theo phương thức bình thường, có vẻ như con tiểu yêu vương này chính là nguyên liệu cực hạn mà tiên yêu cửu thuế có thể thừa nhận được. Sau khi triệt để thu phục nó, đại khái là bản thối thể pháp có thêm phần hậu tố, trân, kia đã đủ để đạt đến trình độ vô địch thủ dưới cấp yêu vương rồi. Dù sao nó cũng chỉ là một bản ngưng đang thối thể pháp mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác, nếu thẩm nghi đoán không sai, có lẽ tu luyện đến cuối cùng, bộ thân thể này của hắn thực sự đủ khả năng giam giữ được một con yêu vương ở trong người rồi, cũng có nghĩa là cưỡng ép thúc đẩy một bộ ngưng đang thối thể pháp đạt đến cấp độ hỗn nguyên cảnh ý niệm tới đây thẩm nghi lập tức ăn viên yêu đang kia vào nhanh chóng điều động thọ nguyên của yêu ma nhìn thấy thọ nguyên đang nhanh chóng giảm bớt trong lòng hắn lại có thêm một chút chờ mong lượng yêu lực hùng hồn như thế đương nhiên không cần phải cân nhắc đến trình độ gia tăng mà nó mang đến cho thân thể của mình chỉ sợ lấy bảy loại tiên yêu phía trước cộng lại mới có thể miễn cưỡng sánh ngang với con tiểu yêu vương hôm nay. Bởi vậy, điều Thẩm Nghi Chân chính muốn biết chính là con ngư yêu này đang sở hữu loại thiên phú thần kỳ gì. Vì sao trong quá trình giao thủ lúc trước, hắn không nhìn thấy đối phương dùng qua, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào nội dung nhắc nhở trên giao diện. Từ sau quá trình chém giết với đạo thai lúc trước, thần niệm của hắn đã trở nên cường đại đến mức có thể hoàn mỹ cảm nhận được mỗi một biến hóa dù là nhỏ bé nhất ở bên trong thân thể mình. Nói chi tiết hơn, đó là ở thời điểm hiện tại, hắn có thể cảm nhận được yêu lực đã ngưng tụ thành tiên yêu như thế nào, cũng như ý thức ở trong đó được sinh ra như thế nào. Trải qua quá trình thôi diễn dài đến mấy ngàn năm, giờ phút này, từng chi tiết biến hóa đang dần dần hiển hiện trong cơ thể hắn. Thẩm Nghi cũng không biết những cảm thụ này có tác dụng gì, nhưng có thể tích góp từng chút kinh nghiệm một luôn là chuyện tốt. Thật hiển nhiên, dù xét về cảnh giới hay là tầm mắt thì giao ma và đà long lúc trước cũng cực kỳ kém cỏi bởi vì ý tưởng của bọn chúng là chính xác nhưng cách chúng nó dùng để triển khai ý tưởng lại là phương thức ngốc nghếch nhất, nhất dùng sinh cơ thuần hóa yêu lực chờ chúng tự nhiên thành hình sau đó lại chậm rãi tích góp sản sinh ra ý thức nghĩa là mỗi một lần lột xác hắn đều phải quan sát toàn bộ quá trình từ lúc sinh ra đến khi lớn lên của một con yêu ma chẳng trách thôi diễn lại chậm như vậy cũng không biết nên đi nơi nào mới có thể thu hoạch được võ học cao thâm hơn. Năm thứ 8600, một con Hóa huyết ma ngưu đã thành hình ở trong cơ thể ngươi. Ngươi dùng sinh cơ thuần phục nó mấy ngàn năm, nhưng vẫn không thể rửa sạch được ma khí trên người nó, không được gọi là tiên yêu, nó vẫn là yêu ma như cũ, hóa thân thành ma ngưu, thông vệ sinh linh, lấy huyết nhục tế ngũ tạng, lấy tinh nguyên hóa ma huyết, gột rửa chính mình, rèn đúc yêu thân, chế tạo ma cốt lấy đó để chứng cho tôn vị yêu hoàng vô thượng của mình, tiên yêu để bắt thuế, thọ nguyên của yêu ma còn lại, 7573 năm, đã lặp đi lặp lại rất nhiều. Lần lột xác, coi như từ thật lâu trước kia hắn đã vô cùng thuần thục với quá trình này rồi, ai ngờ hiện tại lại xuất hiện biến cố, thẩm nghi khẽ giật mình một cái, lại rõ ràng cảm nhận được trong đầu mình đột ngột tràn vào một mảnh sát ý, cũng may thần niệm của hắn đã sớm trải qua quá trình tôi luyện, đã trở nên cứng cỏi và cường đại hơn lúc trước rất nhiều lần, không đến mức phải chịu ảnh hưởng quá lớn từ luồng sát ý kia. Hắn không chút do dự, lại tiếp tục điều động thọ nguyên của yêu ma, muốn làm một lần triệt để giải quyết nó. Lại hao tổn hơn 900 năm, đến cuối cùng, cũng có thể coi là hắn đã dùng tự ý triệt để xóa sạch được ý thức của con yêu ma kia rồi. Đúng là nguyên thang hóa nguyên thực, thọ nguyên lấy được từ trên người tiểu yêu vương, gần như lại bị dùng toàn bộ ở trên người nó rồi vậy rốt cuộc thần thông của nó là gì thẩm nghi lại chăm chú nhìn vào nội dung nhắc nhở trên giao diện là thông vệ sinh linh ư nhưng có con yêu ma nào không ăn thịt người đâu dưới sự trợ giúp của thần niệm rất nhanh hắn lại một lần nữa khống chế được bộ thân thể vừa mới tăng cường thêm rất nhiều này có thể nói ở thời điểm hiện tại nếu hắn lại bị tấm gương đồng kia chiếu vào một lần nữa thì hẳn là hắn sẽ giải quyết nó càng thành thạo hơn lúc trước rất nhiều. Đến đây, thẩm nghi lại đứng lên, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bàn tay hắn lập tức vỗ xuống chiếc chuông bạc. Rất đột ngột, trong phòng vừa có thêm bộ thi thể to lớn của Bạch Lộc. Vốn dĩ hắn muốn dùng tiểu yêu vương để thử một lần, nhưng đối phương lại quá lớn, cả cái tiểu viện này cũng không chứa nổi thi thể của nó. Thẩm nghi nhìn chầm chầm vào thi thể của Bạch Lộc dưới đất, đột nhiên lại theo bản năng há miệng ra. Ngay sau đó, chỉ thấy thi thể của con yêu quân bảo đang cảnh kia nhanh chóng khô quắt xuống, toàn bộ huyết nhục đều hóa thành chất lỏng màu đỏ tươi, chỉ trong giây lát sau, vũng chất lỏng ấy đã ngưng thực, cuối cùng còn biến thành một giọt máu to bằng đầu ngón tay, nhẹ nhàng bay vào trong miệng hắn. Cảm nhận được vị tanh ngọt tràn ngập trong khoa miệng, thẩm nghi lập tức chìm vào nội thị. Quả nhiên, đúng như những gì hắn từng suy đoán, giờ phút này giọt máu kia đã treo lơ lửng bên trong khí hải của hắn rồi, thậm chí còn từ màu đỏ thắm ban đầu nhanh chóng trở nên đen kịch bằng tốc độ cực nhanh, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. rèn đúc yêu thân, chế tạo ma cốt. dựa theo đoạn miêu tả về loại thần thông kia, thì hẳn là thứ này có thể dùng để rèn luyện phủ tạng và xương cốt. nhưng thẩm nghi lại không làm như vậy. trên thực tế, đúng là thân thể của tiểu yêu vương kia rắn chắc cường hãn, nhưng so với những con yêu ma khác nó cũng chẳng có gì đặc biệt đến mức làm người ta kinh ngạc không thôi bởi vì giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một loại mùi vị rất quen thuộc bên trên loại ma huyết này đây không phải là yêu đan dạng dịch thể sao phải biết rằng thiên địa linh khí bị yêu ma hấp thu vào trong người sẽ hóa thành yêu đan nhưng đồng thời cũng được quẩn dưỡng bên trong thân thể của chúng nó chỉ đơn thuần nuốt ăn yêu nhục thì không thể bóc tách được loại thiên địa linh khí này nói cách khác Thần thông của Tiểu Yêu Vương chính là thủ đoạn biến hóa một phần linh khí từ bên trong huyết nhục của sinh vật khác thành thứ bản thân có thể sử dụng được. Hóa huyết ma ngưu, thì ra cái tên của nó lại có ý nghĩa như vậy. Chẳng trách mới hơn 900 tuổi đã đạt được tu vi nhường này, phải biết rằng đây là thái độ đối xử công bằng của thiên đại. Dân chúng bình thường dù không biết phương pháp tu luyện thì trên thân thể bọn họ vẫn có linh khí tồn tại. Dù lượng linh khí này vô cùng mờ nhạt, yếu ớt nhưng lại hơn ở điểm nhân số đông đảo những con yêu ma khác cũng ăn thịt người nhưng không thể đạt đến trình độ hấp thu triệt để không hao tổn một chút nào như vậy nếu thực sự để cho con tiểu yêu vương này chiếm cứ thanh châu lại để nó ăn hết từng tòa thành một chỉ sợ tốc độ phát triển của nó sẽ khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi thẩm nghi lại mở giao diện ra xem vốn dĩ đạo thai của hắn chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể đột phá đến đạo anh rồi hắn đang lo không có chỗ tìm kiếm yêu đang đây, xem như đang muốn ngủ gật lại có người đưa cái gối đầu đến. Chỉ dựa vào cảm giác của hắn, thì hẳn là dọc ma huyết này cũng không thua kém yêu đan của Bạch Lộc là bao. Năm thứ nhất, ngươi hấp thu ma huyết, bắt đầu thử ngưng kết đạo anh, lần trước, dựa vào yêu đan của lão Giao Long, vốn dĩ thẩm nghi đã thúc đẩy quá trình này tiến triển tới bước cuối cùng rồi, ý thức bên trong đạo thai cũng bị hắn trừng trị đến ngoan ngoãn thành thật. Bởi vậy, ở thời điểm dọc ma huyết kia vừa mới dung nhập vào trong đạo thai. Nó lập tức mở mắt, chậm rãi kéo đứt từng sợi tơ máu kết nối với thân mình, rồi nhanh chóng đứng dậy, lại khoanh chân ngồi xuống, hai tay đang vào nhau, đặt ngay trước bụng. Tới một bước này rồi, coi như đạo anh cũng hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của nó. Thần niệm hùng hồn của thẩm nghi nhanh chóng rót vào bộ thân thể kia, bắt được một tia ý thức cuối cùng của đạo anh, sau đó cưỡng ép dung hợp cùng nó. Năm thứ 320, ngươi thành công ngưng kết đạo anh cũng dễ dàng khống chế được nó thông thiên đang phệ pháp viên mãn thọ nguyên của yêu ma còn thừa sáu nghìn ba trăm hai mươi ba năm chốc lát sau đột nhiên thẩm nghi lại có cảm giác mình đang sở hữu cùng lúc hai bộ thân thể khác nhau nói chi tiết hơn khi hắn mở to mắt vẫn thấy bản thân đang ở trong phòng mọi chuyện đều bình thường thường không có gì lạ nhưng khi hắn nhắm mắt lại rồi mở ra tình hình trước mắt lại trực tiếp trở nên hoàn toàn khác biệt trong tầm mắt mông lung mà vặn vẹo kia lại xuất hiện một gia nhà tù rất lớn, tối tăm không ánh mặt trời, xung quanh có rất nhiều đường kinh mạch không ngừng lóe lên hồng mang, trực tiếp kéo dài ra đỉnh đầu lên trên, ép cho người ta không thở nổi. Vừa hứng chịu cảm giác ngạt thở vô cùng nặng nề kia, Thẩm Nghi vội vàng triệt tiêu lực trấn áp của dung nhật Bảo Lô, lúc này mọi thứ mới chuyển biến tốt đẹp hơn. Đến đây, hắn lại đứng lên, thử gõ vào vách tường bán trong suốt xung quanh một cái. Bang bang. Ngay sau đó, là quá trình thử dùng quyền đấm cước đá một hồi, đột nhiên hắn phát hiện vách tường bên trong lớp vỏ kia còn cứng rắn hơn những gì mình từng tưởng tượng. Phá nát nội đan này chính là hỗn nguyên cảnh, ở thời điểm hiện tại, hắn đã tu luyện thông thiên đan phệ pháp đến giai đoạn cuối cùng, tiếp theo chỉ đơn thuần là tích xúc lực lượng mà thôi. Thần niệm của thẩm nghi lại một lần nữa quay trở về bản thể. Tích xúc lực lượng cũng không phải vấn đề gì lớn, cứ cho nó ăn nhiều là được. Nhưng nghĩ đến đây, Đột nhiên Thẩm Nghi lại nhớ ra một vấn đề. Vốn dĩ hắn đang đồng thời quẩn dưỡng cả đạo anh lẫn âm thần, nếu đạo anh phá nát nội đan mà âm thần ở thời điểm hiện tại vẫn còn dừng lại ở giai đoạn hạt giống. Nó sẽ không trực tiếp chết đi chứ, đã đến lúc nên trở về thăm Trần lão gia tử rồi. Vốn dĩ Thẩm Nghi đã có ý định sẽ trực tiếp xuất phát, quay về Lâm An quận, nhưng đột nhiên lại có một bóng người cao gầy đi vào trong sân. Kỳ thực lúc ấy, tỷ đệ Lý gia đã có ý định rời khỏi tiểu viện này rồi sau khi nhìn thấy khương thu lan bọn họ càng trực tiếp cúi người hành lễ sau đó xoay người bỏ chạy thậm chí còn không chú ý đến tạo hình hiện tại của khương đại nhân hôm nay nàng đã thay bộ áo giáp quen thuộc bằng một bộ váy đen rồi có lẽ đám đệ tử thế gia không sợ tổng binh dù sao phần lớn thời gian đối phương cũng không khác gì một cái cọc gỗ nhưng đống đầu người xếp chồng trên tường thành ngọc sơn quận lại thời thời khắc khắc cảnh cáo tất cả đám môn phái thế gia tại thanh châu này và tác giả của cảnh tượng khủng bố ấy chính là nữ nhân lạnh lùng này a à thiên bà bà nhờ ta đưa cho ngươi bộ liễm tức pháp này cương thu lan nhẹ nhàng gõ cửa sau khi nhận được hồi đáp mới đẩy cửa ra chậm rãi đi vào làm phiền rồi thẩm nghi tiếp nhận cuốn võ học trong tay đối phương thối thể pháp và đang dược ngươi từng yêu cầu lúc trước ta đã sai người chuẩn bị xong cũng đưa đến địa chỉ trên lá thư nọ rồi cương thu lan ngồi xuống bên cạnh thanh niên kia tức giọng dễ nghe trong đáy mắt lóe lên một chút dịu dàng được Thẩm nghi gật gật đầu. Với công trạng hiện giờ của hắn, chỉ cần mở miệng nói một câu, là hoàn toàn có thể yêu cầu trấn ma ti bên kia mở ra kho nội vụ, lấy loại võ học và đang dược tốt nhất bên trong tới, đi đưa cho một tên võ phu giang hồ. Đừng nói là võ học bị tiết lộ ra ngoài, dù trương đồ tể trực tiếp cầm cuốn võ học kia đi khai tông lập phái, nhà môn trấn ma ti ở địa phương cũng sẽ hết lòng hết sức nâng đỡ đối phương. Vấn đề là ở thời điểm hiện tại, kể cả khi đào rỗng cả thanh châu trấn ma -ti, cũng không tìm ra nổi một quyển võ học nào có thể khiến thẩm nghi động tâm nghĩ tới đây hắn lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh hỏi phải tích góp được bao nhiêu công trạng tiêu diệt yêu ma mới có thể tới tìm triều đình đổi lấy một cuốn võ học hỗ nguyên cảnh câu hỏi của thẩm nghi đã có chút kinh người rồi nhưng câu trả lời của khương thu lan lại khiến hắn cảm thấy kinh ngạc triều đình đại càng chủ tu âm thần không có võ học hỗ nguyên cảnh hẳn là bên trong võ miếu có nhưng cũng không nhiều võ miếu không thuộc về đại càng triều nếu thẩm nghi nhớ không lầm không phải lúc trước hắn từng tìm đến võ miếu để đổi lấy phần thưởng của mình sao khương thu lan nhẹ nhàng lắc đầu nói là đại càng triều thuộc về võ miếu mới đúng hơn nữa nơi ta nói đến là võ miếu chân chính bởi vì lúc trước tồn tại từng ký kết khế ước đồng minh với huyền quang động và ngô đồng sơn cũng là võ miếu mà không phải đại càng đây cũng không phải lần đầu tiên thẩm nghi được nghe về hai cái tên này hắn lập tức mở miệng hỏi hai nơi này chính là tiên môn mà các ngươi từng nói đến ư Cương Thu Lan đã quen với chuyện đối phương thường xuyên không hiểu gì về thế sự. Bởi người như thẩm nghi, nếu đặt toàn bộ tâm tư lên chuyện tu hành võ đạo mà không quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa, cũng là chuyện quá bình thường. Hiện giờ trong mấy nhà đồng minh kia, đã lấy ngô đồng sơn cầm đầu rồi, bọn họ có 12 vị đệ tử là chân nhân. Huyền quan động bên kia có môn đồ đông đảo, chừng 72 người, nhưng thực lực lại xếp thứ hai. Về phần võ miếu, hẳn là ngươi từng gặp được tất cả những vị cường giả của võ miếu rồi. Gặp qua rồi, thẩm nghi do dự một chút, chẳng lẽ đối phương đang muốn nói đến lão già ngốc nghếch kia cùng với 12 bộ thi thể còn lại ở bên trong võ miếu, nếu là như vậy thì hẳn là hắn phải cẩn thận suy nghĩ một chút về vấn đề đi hay ở rồi. Trấn Ma Ti đã rất cùi bắp rồi, không nghĩ tới bên trên càng cùi bắp hơn. Muốn gia nhập tiên môn, cần có điều kiện gì, đây là lần đầu Khương Thu Lan rơi vào trầm mặc sau đó nàng đưa mắt nhìn về phía thanh niên kia không cần ít nhất là tạm thời ngươi không nên có ý nghĩ như vậy trên thực tế nàng chưa bao giờ đi can thiệp vào sự lựa chọn của bất kỳ người nào dù lúc gặp đối phương ở khê thai sơn trong lòng biết rõ phía trước có nguy hiểm nhưng sau khi đã nói rõ nguyên do mà đối phương vẫn muốn đuổi theo nàng sẽ không nhiều lời thêm một câu nào nữa chỉ là lần này trên khuôn mặt trắng nõn của khương thu lan lại lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc dù ngươi có đi qua bên ấy cũng không tìm được đồ ngươi muốn đâu bởi phương thức đột phá hóa thần cảnh của mỗi một vị võ phu hổ nguyên cảnh đều không giống nhau nói cách khác mỗi một người đều phải dựa vào chính mình đi tranh đoạt và lĩnh ngộ cứ hoàn toàn không có một con đường nào có thể truyền thụ cho người đời sau vì vậy bọn họ mới được xưng tụng là tông sư ta tin ngươi nhất định có thể tự mình lĩnh ngộ ra trong mắt cô nương ấy lập tức xuất hiện sự tín nhiệm mãnh liệt ta cảm ơn ngươi Thẩm nghi khẽ liếc nàng một cái. Rốt cuộc thứ lòng tin kỳ kỳ quái quái này của nàng, là đến từ đâu chứ, nhưng vừa nghĩ đến tình huống người khác cũng phải dựa vào ngộ tính của bản thân mà chậm rãi mài dũa, trong lòng hắn đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Dẫu sao suốt cả đoạn đường này, hắn đều vượt qua như vậy cả. Phía trên hỗ nguyên và võ tiên đều là cảnh giới hóa thần sao, trăm sông đổ về một biển, nó đều là quá trình trút bỏ thân thể phàm nhân, chỉ có điều lựa chọn giữa hai bên khác nhau thôi. Rõ ràng là khi nói chuyện về tu hành, Khương Thu Lan lập tức cảm thấy vô cùng hứng thú, nhưng âm thần còn có phương pháp để đi theo. Trải qua nhiều năm như vậy, võ miếu tiếp cấp được 23 loại kim thân pháp, nếu phù hợp với một trong số đó, cũng tương đương với trong tay đã nắm giữ một con đường đi thông tới hóa thần cảnh rồi. Từ bảo đang tới võ tiên, lại từ võ tiên tới hóa thần, so với hỗn nguyên võ phu, đây vẫn là một con đường tắt. Chỉ có điều đi đường tắt, luôn luôn phải trả giá đắt hơn thông qua kết cục hiện tại của võ miếu, đã có thể nhìn ra một chút rồi. Hiểu rồi. Thẩm nghi đứng lên, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Quả nhiên, quyết định ban đầu của hắn khi lựa chọn kim tu cả hai con đường này là chính xác, ít nhất là nếu một con đường đi không thông, hắn còn có thể có lựa chọn con đường thứ hai. Không cần biết sau này như thế nào, cứ ngưng tụ âm thần trước lại nói sau. Phủ trấn ma tướng quân, lâm giang quận. Trần Càng không nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, dù mấy người bọn họ chỉ không gặp mặt có vài ngày ngắn ngủi nhưng bàn tay lão vẫn không nhịn được mà kích động đến run lên thành công rồi vừa dứt lời lão lại dùng sức lắc lắc đầu đây là câu hỏi hồ đồ chết tiệt gì chứ nếu thất bại làm sao hai người này có thể nhàn nhã đứng ở trước mặt lão như thế nghĩ đến đây lão gia tử lập tức đứng lên đi tới đi lui trong phòng hồi lâu vừa nắm tay vừa cắn răng cuối cùng còn dùng sức hít một hơi thật sâu mới xem như đã bình ổn được nỗi lòng Lão trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng hỏi, lần này, lão phu đã có thể chân chính nghỉ ngơi rồi, vốn dĩ lão còn định thay thẩm nghi chăm sóc lâm giang quận này thêm một đoạn thời gian nữa, nhưng từ sau khi đối phương trực tiếp giết chết lão Giao Long ở ngay trước mặt lão, Trần Càn Khôn đã không nghĩ ra mình còn có thể giúp đỡ được đối phương điều gì nữa rồi. Kỳ thật ta rất muốn dành chút thời gian đi thăm mấy vị đồng nghiệp ở quận khác từ lần trước, sau khi lá thư nọ được truyền đi, một phong hồi âm lão cũng không nhận được. Đúng là có cảm giác chưa đã giền ta sẽ tạm lưu lại ở chỗ này thêm một đoạn thời gian nữa thẩm nghi gật gật đầu vốn dĩ hắn định bụng sẽ dùng hết toàn bộ nguyện lực thuộc về mình trước sau đó mới nghĩ biện pháp khác nhưng trần lão tướng quân đã muốn đi thăm bạn bè cũng vừa lúc hắn mượn một chút hương hỏa nguyện lực của trấn ma ti lâm giang quận này việc này không nên chậm trễ trần càng không lập tức lấy ra một khối ngọc bài từ trên người tùy ý vỗ xuống bàn hoàn toàn có thể nhìn ra được Chuyện bản thân bị buộc phải ở lại bên trong Lâm Giang quận suốt mấy trăm năm, đã khiến vị lão gia tử này có chút ăn không tiêu rồi. Thẩm Nghi Hơi có chút cảm khái khi chứng kiến tình cảnh này. Tuy hắn đi một chuyến đến đây, bởi vì trong lòng đang có ý tưởng muốn ngưng tụ âm thần, nhưng cũng thật lòng muốn tới thăm đối phương một phen, dù sao lúc trước, hắn cũng nhận được không ít chỗ tốt từ Trần tướng quân rồi. Chẳng qua suốt đoạn thời gian vừa rồi, hắn vẫn một mực vội vàng ra ngoài trảm yêu thực sự không bớt được một chút thời gian nào cả. Không nghĩ tới lúc này vừa mới trò chuyện được vài câu, đối phương lại muốn rời đi. Ngươi cứ tùy tiện phá hoại đi. Trần Càng không khoát khoát tay, rồi lập tức sải bước đi ra ngoài. Hiện giờ, có thể nói là lão cực kỳ yên tâm với thanh niên này rồi. Có thẩm nghi tọa trấn nơi đây, trừ phi khiếu nguyệt đích thân tới, nếu không nơi này tuyệt đối sẽ không xảy ra hỗn loạn. Tùy tiện phá hoại ư, thẩm nghi đưa tay cầm lấy miếng ngọc bài khẽ nhướng mày tự hỏi đây chính là lời lão gia tử tự mình nói ra đó hả khương thu lan nhìn theo bóng lưng trần càng khôn lại nhìn vẻ mặt vừa phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ của thẩm nghi nàng còn nhớ lúc thẩm nghi đi tìm tiểu yêu vương hình như hắn cũng có vẻ mặt tương tự như thế vị thiên tướng ở ngoài cửa rất tinh mắt lập tức đi sắp xếp hai khu tiểu viện liền kề cho hai người bọn họ Thẩm Nghi trở lại trong phòng, cầm ngọc bài trên tay. Vào khoảnh khắc hắn nhắm mắt lại, đột nhiên một mảnh sương trắng mênh mông từ bốn phương tám hướng ùn ùn vọt tới, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt của hắn, lần trước khi hắn trảm giao long ở Thủy Vân Hương cũng từng gặp được tình hình tương tự rồi, nhưng số lượng kém xa hiện tại. Khi nhìn mảnh sương trắng mênh mông nồng đậm này, ngay cả Thẩm Nghi cũng âm thầm có chút kinh ngạc, nhưng sau khi ngẫm nghĩ một hồi mới thấy, nó cũng là chuyện bình thường mà thôi trấn ma ti vẫn luôn làm nhiệm vụ chèn ép môn phái thế gia quét sạch từ đường miếu thờ của thần yêu hoang dã trong khi nha môn của trấn ma ti hoặc là phủ đệ của tướng quân trấn thủ lại vĩnh viễn được xây dựng ở vị trí bắt mắt nhất trong thành trì tất cả mọi hành động ấy chỉ nhằm một mục đích duy nhất đó là thời thời khắc khắc thông báo cho dân chúng biết rõ rằng rốt cuộc là ai đang phù hộ cho bọn họ cho chúng sinh của nơi này nói như thế nào đây Tuy khả năng bảo vệ của bọn họ khá là miễn cưỡng, tuy chuyện yêu ma ăn thịt người vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng ít nhất là theo những gì thẩm nghi nhận thấy, thì trấn ma ti chỉ gặp một vấn đề duy nhất là thực lực không đủ, còn về thái độ, thật ra bọn họ cũng không có vấn đề gì. Nói cách khác, Lê Dân dùng hương hỏa nguyện lực cung cấp nuôi dưỡng cho trấn ma đại tướng, thì nhóm tu sĩ bảo đang cảnh này cũng thực sự hết lòng hết sức đi chém yêu, bảo vệ bọn họ, coi như hai bên luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau nếu không có biến số là con tiểu yêu vương này thì chuyện trấn ma ti ra sức bảo vệ thanh châu an ổn cũng không phải một câu nói suông đã nhận được lời dặn dò của trần lão tướng quân trước khi rời đi đương nhiên là thẩm nghi cũng không cần khách khí nữa hắn lập tức điều động thọ nguyên của yêu ma rót vào thôn thiên đang phệ pháp khiến cho mảnh sương trắng đầy trời kia trực tiếp bị nội đang nuốt vào đạo anh và âm thần vốn là trăm sông đổ về một biển mặc dù về bản chất chúng là hai thứ hoàn toàn khác nhau nhưng trên thực tế, phương thức để ngưng tụ hai loại này lại gần như tương tự. Có kinh nghiệm thành công một lần thì lần sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ trong vòng 300 năm, thần chủng của hắn đã hoàn toàn hóa thành hình dạng thai nhi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.